Xin chào quý vị anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô bác anh chị đến với video tiếp theo của mình. Như quý anh chị và các bạn đã biết, khoảng tầm 10 đến 15 năm trở về trước, khi nghe hai chữ Việt Kiều thì có rất là nhiều người tò mò thắc mắc. Không biết Việt Kiều là những người như thế nào, Việt Kiều là những ai, và thực sự những người mà mang danh Việt Kiều thời điểm đó là một cái điều gì đó mà nó rất là sáng giá nha quý vị, và rất là coi trọng nha quý vị. Nhưng mà thực sự thì cũng gần đây, bởi vì cái sự phát triển của Internet và rất là nhiều Việt Kiều về hồi hương, cùng với việc là cái cơn sốt lấy Việt Kiều thì nó cũng vơi đi, bởi vì những người ở Việt Nam người ta cũng đã biết rất nhiều các cái cuộc sống của Việt Kiều ở nước ngoài, và họ cũng hiểu được là ở nước ngoài thì cũng không có hề gọi là sung sướng hay là kiếm tiền dễ dàng như là những cái thời điểm trước kia. Bởi vì một phần Việt Nam bây giờ thì cũng không thiếu thốn gì cả. Nhưng mà tuy nhiên thì Việt Kiều thì vẫn có cái giá của nó, và vẫn có những cái nạn nhân mà sập bẫy của những Việt Kiều dởm nha quý vị. Và thực sự thì cái câu chuyện mà có những người giả danh là Việt Kiều để đi lừa những cô gái nhẹ dạ cả tin xảy ra thường xuyên và liên tục. Thì trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cái điều này để cho những chị em phụ nữ ở Việt Nam, nếu như mà ai coi cái video này chẳng hạn, thì mình có thể lấy đó để rút ra những cái bài học cho bản thân nha quý vị. Thì mời quý cô bác anh chị mình cùng theo dõi xem nó như thế nào, ra làm sao. Minh Dũng, năm nay 26 tuổi, trắng trẻo, nam tính và rất đẹp trai. Dũng nói chuyện rất có duyên, hoạt ngôn, vóc dáng và khả năng hoạt khẩu sát nhân của Dũng có thể được liệt vào dạng cao thủ của cao thủ. Dũng lang thang từ Thái Bình vào đến Sài Gòn năm 2002. Ban đầu là học lớp sơ cấp dược, rồi kế đến là thất nghiệp. Loay hoay mãi, Dũng xin tiền gia đình để hùn vốn với bạn mở tiệm kinh doanh điện thoại. Kinh doanh điện thoại không lâu, Dũng trắng tay vì cửa hàng phá sản. Chán nản, gã dạt ra Hà Nội tìm kế mưu sinh. Không có cơ hội ở Hà Nội, gã quyết tâm về lại Sài Gòn để đổi đời. Tại Sài Gòn, gã ở nhờ một người anh họ, và phen này gã thanh niên quê gốc Thái Bình quyết định không làm thuê, không bán hàng mà sẽ đóng vai Việt Kiều để câu gái. Nghĩ là làm, Minh Dũng với lý lịch cá nhân quê gốc Thái Bình, thất nghiệp, sinh năm 1984, đã được chuyển thành Long, Việt Kiều Mỹ, Thành Đạt, đang tìm vợ ở Việt Nam. Dĩ nhiên, sự thay đổi lý lịch và diễn ra trên mạng Internet thông qua hình thức chat làm quen. Và rồi, Minh Dũng đã trở thành Việt Kiều mạng thứ thiệt với nickname rất ấn tượng, Việt Kiều Buồn. Thông thường thì trong một forum chat trên mạng Internet, những cái nick thường xuyên được mời nói chuyện nhiều nhất là những nick mà tên gọi liên quan đến Việt Kiều. Nickname của Dũng thuộc dạng thứ hai. Lần đầu sắm vai Việt Kiều, Dũng làm quen được với Nguyễn Thị Hoàng Tuyết. Tuyết năm nay mới 18 tuổi. Trai Việt Kiều, gái đương xoan. Cả hai nhanh chóng nghĩ rằng chúng ta là một cặp trời sinh. Sau vài lần trò chuyện qua lại, Dũng với thân phận Việt Kiều đang rất buồn, hẹn gặp Tuyết ở một quán cà phê tại quận 1, và Tuyết đã đồng ý. Gặp mặt Dũng, thấy Dũng vừa đẹp trai vừa trắng trẻo, lại thêm kiểu nói chuyện cứ vài câu tiếng Việt lại chèn một chữ tiếng Anh, Tuyết không hề nghi ngờ Dũng là Việt Kiều giả hiệu. Còn Dũng thất nghiệp, ban ngày chỉ có nằm ở nhà ngủ, đêm mới lên mạng kiếm gái tán tỉnh. Có thấy ánh nắng mặt trời bao giờ đâu mà đen được. Tuyết tin Dũng là Việt Kiều, Dũng thì vào vai quá đạt. Cuộc nói chuyện từ e dè chuyển sang sôi nổi, rồi thân mật. Cuối cùng kết thúc theo kịch bản, Dũng mời Tuyết vào khách sạn để tiện bề giao lưu. Dĩ nhiên, Tuyết không từ chối cuộc giao lưu này. Sau khi hiểu rõ về nhau hơn trong khách sạn, Dũng mời Tuyết đi cà phê lần thứ hai trên đường Võ Văn Tần. Ở đây là quán cà phê sang trọng, thường là điểm hẹn của những người trẻ có tiền tại Sài Gòn. Tại quán cà phê này, với lý do là điện thoại hết pin, Dũng ngỏ ý mượn hai điện thoại di động của Tuyết để liên lạc, báo cho người thân chuyện tối nay Việt Kiều không về. Có được điện thoại của Tuyết,
Dũng nói với Tuyết rằng trong quán ồn ào quá, Dũng xin phép đi ra ngoài gọi điện thoại rồi sẽ vào tiếp tục hàn huyên. Đang ngất ngây với giấc mơ về cuộc tình xa xứ, nên Tuyết mỉm cười ngồi đợi Dũng. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Tuyết như choàng tỉnh khi thấy Dũng không thấy Dũng quay lại. Liên lạc với bảo vệ quán, Tuyết chết nặng bởi nhân viên bảo vệ cho biết người đàn ông đi cùng Tuyết đã lên xe taxi và biến mất. Cách đây vài giờ đồng hồ, biết mình bị lừa, Tuyết lẳng lặng đón taxi về nhà. Vừa ngồi trên taxi, Tuyết vừa vạch ra một kế hoạch để báo thù gã Việt kiều giả. Sau khi nghe Tuyết trình bày nỗi uất ức khi vừa bị lừa điện thoại, vừa bị chiếm tình, bạn của Tuyết là Kim Oanh, cũng vừa mới 18 tuổi, đồng ý nhận lời giúp Tuyết trong cuộc đi săn tìm online do Tuyết làm đạo diễn. Con mồi chính là Lích Lêm, Việt kiều buồn. Nhiều ngày mật phục trong forum chat mà Dũng đã tán tỉnh mình. Cuối cùng thì Tuyết và Oanh đã thộp được Dũng khi gã vừa online với Lích Lêm không hề thay đổi. Vẫn kịch bản cũ, anh bây giờ đã tên là Phong, Việt kiều Mỹ, nhà có điều kiện, mới về Việt Nam, buồn vì không có bạn bè, đang rất muốn tìm một em Việt Nam tâm đầu ý hợp để cưới làm vợ. Dũng đã được Oanh đồng ý với cái hẹn do gã đưa ra. Trên đường đi đến điểm hẹn với Oanh, Dũng đã nghĩ đến chuyện áp dụng chiến thuật ban đầu uống cà phê, tiếp đến là vào khách sạn. Nhưng lần này, khi Dũng vừa đến điểm hẹn gặp Oanh thì đã bị Tuyết cùng một số nhóm bạn khác bắt giữ và giao cho cơ quan công an. Đến lúc này, Dũng không thể nghĩ được có ngày mình lại là nạn nhân của một vụ lừa tình khác. Tại cơ quan công an, Dũng đã khai nhận hàng loạt vụ lừa tình, đoạt tiền khác mà Dũng thành công dựa vào Lích Lêm, Việt kiều buồn. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2009. Trở lại Sài Gòn, sau lần tìm kiếm cơ hội bất thành tại Hà Nội, Dũng quyết tâm trở thành Việt kiều mạng. Và nạn nhân đầu tiên của Dũng là Ngọc Anh, cô gái 21 tuổi, quê ở Tiền Giang. Không biết trình độ tán gãi của Dũng thần sầu quỷ khóc đến mức nào, hay cái vía Việt kiều của Dũng làm Ngọc Anh mê mẩn ra sao, mà chỉ sau vài lần trò chuyện trên mạng, Ngọc Anh đã trở thành bạn gái của anh chàng Việt kiều mạng này. Sau vài lần giao lưu với Ngọc Anh, Dũng quyết định đặt bẫy và đã thành công. Một lần, Dũng than thở với Ngọc Anh rằng mình cần 300 đô để làm công chuyện riêng. Tiếc rằng do ngân hàng có trục trặc nên Dũng không thể rút tiền bằng thẻ Visa card của mình. Dũng hứa là ngay khi thẻ Visa card của Dũng hoạt động lại, Dũng sẽ trả cho Ngọc Anh số tiền cao gấp nhiều lần 300 USD mà Dũng mượn của Ngọc Anh. Chuyện giao lưu với Dũng của cô gái 21 tuổi này còn không tiếc, tiếc gì 300 đô. Tuy nhiên, sau khi trao tiền cho Dũng thì cũng là lúc chẳng bao giờ Ngọc Anh được thấy lại mặt gã bạn trai Việt kiều của mình nữa. Sau khi lừa được Ngọc Anh, thấy cái mác Việt kiều có vẻ sống khỏe, nên Dũng tiếp tục lừa các nạn nhân khác cho đến lúc gặp thiếu nữ tuổi 18 và tự mình trở thành nạn nhân trong một cuộc chơi do chính gã khởi xướng. Nếu như Việt kiều mạng 26 tuổi thích đô la và điện thoại, thì một Việt kiều mạng khác chỉ thích xe máy. Gã Việt kiều mạng tên thật là Nguyễn Minh Hải, 34 tuổi, ngụ tại quận 3, Sài Gòn. Hải một chốc biến thành Việt kiều cũng đơn giản bởi nhận thấy cái mác này quá dễ để kiếm tiền. Với những nickname trên mạng nghe có mùi Hoa Kỳ như là Ken, Florida, Long, Miami hay là Hải, California, vân vân. Hải nhanh chóng trở thành mục tiêu làm quen của các lick chat lữ khác trong forum. Và cũng từ cái chuyện Việt kiều nhớ Việt Nam, Hải kết thân với chị Nguyễn Hồng Phượng, 30 tuổi. Trò chuyện trên mạng vài lần, Hải rủ chị Phượng đi uống cà phê để bàn chuyện tiến xa hơn trong mối quan hệ. Với lý do là về Việt Nam không rảnh đường xá, Hải nhờ chị Phượng đi xe máy đến đón mình. Gặp mặt nhau, chị Phượng càng tin Hải hơn bởi gã vừa trắng trẻo lại vừa ga lăng, đúng kiểu Tây. Thế nên, chị Phượng rất vui vẻ, bằng lòng khi đến quán cà phê. Trong lúc chị Phượng định đưa xe vào bãi gửi xe để gửi, thì Hải nhanh chóng nhận lời mang xe đi gửi giúp người đẹp. Với lời hứa,
Em vào quán, lựa chỗ ngồi trước đi. Chờ anh vài phút, anh vào liền. Nhưng đợi cả giờ đồng hồ vẫn chưa thấy tăm hơi của Việt Kiều nhớ Việt Nam đâu. Chị Phượng ra bãi gửi xe để hỏi thăm thì phát hiện chiếc xe mới mua của mình đã biến mất cùng với gã Việt Kiều ga lăng kia. Không còn cách nào khác, chị Phượng đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Sau một thời gian điều tra thì các trinh sát thuộc lực lượng công an đã tóm gọn Việt Kiều nhớ Việt Nam của Nguyễn Minh Hải. Tại cơ quan công an, Hải đã khai nhận toàn bộ kịch bản giả dạng Việt Kiều để lừa đảo của mình. Trước khi đưa Phượng vào cái bẫy với miếng mồi là Việt Kiều, Hải đã lần lượt đưa ba con mồi khác vào bẫy. Vẫn cái chiêu về Việt Nam buồn, muốn làm quen với bạn gái ở nước ngoài lâu lắm thèm món ăn Việt Nam. Hải nhanh chóng lấy được lòng tin của các cô gái vừa làm quen được trên mạng với cái cớ là đi xa lâu quá mới về lại Việt Nam nên không biết đi xe máy. Hải thường yêu cầu bạn mới quen đi xe máy đến địa điểm đã hẹn để đón Hải. Sau khi gặp Hải, Hải rủ nạn nhân đi lòng vòng từ quận này sang quận khác để ngắm Sài Gòn thay đổi như thế nào so với ngày anh rời nơi này để sang bển. Cuối cùng, Hải mời bạn mới quen vào quán cà phê hay là karaoke tâm tình. Tại đây, khi nạn nhân chuẩn bị đi gửi xe, Hải đều tỏ ra ga lăng bằng cách nhiệt tình dẫn xe đi gửi giúp và nhanh chóng biến mất cùng với tài sản của người bạn mới quen. Không chỉ có những phi vụ Việt Kiều quốc tịch Việt Nam lừa bạn gái Việt Nam 100%, mà cả chuyện Việt Kiều thất nghiệp bên trời Tây về Việt Nam lừa chính Việt Kiều thứ thiệt. Thất nghiệp ở Mỹ lên Trương Việt Anh về Việt Nam sống chờ thời và gần 2 năm. Trong một lần đi du lịch tại thành phố Nha Trang, anh phát hiện một lô đất cần bán. Chủ đất đang sinh sống tại Sài Gòn. Ngay lập tức, trong đầu anh ta lẩy sinh ra kịch bản lừa đảo khá hoàn hảo. Về lại Sài Gòn, anh liên lạc với chủ đất tại Nha Trang. Chủ đất này là ông Lê Phi Hùng, Việt Kiều Canada, với tên giả là Hoàng. Việt Kiều Mỹ nhanh chóng chấp nhận mức giá mà ông Hùng đưa ra cho lô đất tại Nha Trang. Sau khi thỏa thuận chi tiết hợp đồng, anh hẹn ngày sẽ giao tiền cọc cho ông Hùng. Đến ngày giao tiền cọc, anh gặp ông Hùng và than rằng 500.000 USD mà gã chuyển từ Mỹ về cho thương vụ mua đất của ông Hùng đã bị hải quan sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ. Nếu muốn lấy lại nửa triệu đô này, cần có 300 triệu đồng để chạy. Than vãn xong, anh ngỏ ý mượn của ông Hùng số tiền 300 triệu đồng. Nghĩ đến lô đất tại Nha Trang sắp được bán với giá thích hợp, nên ông Hùng không ngần ngại cho anh mượn với số tiền trên. Nhận được tiền của ông Hùng, anh chở ông Hùng ra sân bay để lấy lại 500.000 USD tưởng tượng nhằm làm ông Hùng yên tâm. Để ông Hùng tại cổng chờ sân bay, anh vào phía bên trong chạy lăng quăng một chút xong ra phán. Ông giữ chìa khóa két tiền đi. Lên sáng mai, anh ra đây đợi, tôi lấy tiền rồi mình ra Nha Trang tiến hành mua bán lô đất của anh luôn. Tin lời anh, sáng hôm sau ông Hùng có mặt tại sân bay để đợi. Tuy nhiên, đợi mãi không thấy anh đâu. Gọi điện thoại để liên lạc thì anh ta khóa máy. Biết mình bị lừa, anh Hùng đến trình báo cơ quan công an quận 3 để điều tra. Trương Việt Anh đã bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Đã có quá nhiều bài báo cảnh báo về chuyện thiếu nữ đừng tin quá nhiều vào cái mác Việt Kiều mà trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo vốn dĩ không có gì tinh vi lắm. Bởi Việt Kiều cũng có 3-7 loại người. Việt Kiều nghèo, Việt Kiều thất nghiệp, Việt Kiều vợ 3 người, bồ 5-7 đứa, Việt Kiều giỏ. Chứ đâu hẳn, Việt Kiều nào về Việt Nam cũng rủng rỉnh trong túi vài nghìn USD để đập phá. Thậm chí, Việt Kiều cố gắng mượn bên đó chừng 1.000 USD, chỉ hơn tiền vé khứ hồi của một chuyến bay một chút là thoải mái ngồi vé máy bay về Việt Nam chơi. Về bên này rồi, tính tiếp cũng không phải chuyện hiếm. Thêm vào đó, chuyện Việt Kiều về Việt Nam để mong kiếm vợ như lời Việt Kiều giới thiệu thì đa phần nằm trong hai trường hợp. Thứ nhất, Việt Kiều đã có vợ ở nước ngoài và muốn tranh thủ cái mác của mình về Việt Nam để kiếm bồ nhí. Thứ hai, mượn cái mác Việt Kiều để lừa đảo. Rất ít Việt Kiều nào chỉnh chu đến mức về Việt Nam tìm vợ vì mấy cô ở Mỹ không hợp với tính anh. Mà trên hết, chỉ cần không bị cái mác Việt Kiều át vía,
các cô gái Việt Nam sẽ không thể trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo vốn dĩ xưa như trái đất này. Vì đơn giản, đâu phải Việt Kiều nào cũng đồng nghĩa với màu xanh của đồng USD, với màu hồng của những chuyện tình xa xứ. Quý cô bác anh chị vừa được nghe một cái thông tin mà có những người Việt Nam đóng giả làm Việt Kiều, sau đó là lừa tình, lừa tiền của các cô gái nhẹ dạ cả tin với cái mác là Việt Kiều nhé quý vị. Thực sự đây là những cái câu chuyện không hề hiếm một chút nào, kể cả những cái thời điểm chục năm về trước hoặc là ngay như cái thời điểm hiện tại bây giờ cũng có rất nhiều các cô gái mê cái mác là Việt Kiều. Và thực sự thì với những cái đánh giá đó là ai còn cái mác Việt Kiều thì vẫn còn có giá lắm nha quý vị, chứ không phải là cứ gọi là Việt Kiều bây giờ hết giá so với ngày xưa rồi. Nên quý cô bác anh chị nói chung mỗi người một quan điểm khác nhau. Đây là các cái chia sẻ trong video ngày hôm nay. Không biết là quý cô bác anh chị đã từng trải qua những câu chuyện như thế này hay chưa, hoặc là có biết những câu chuyện nào tương tự như thế này, quý vị có thể comment ở bên dưới video để mình với nhiều quý cô bác anh chị khác được biết. Chào mừng quý cô bác anh chị đến với video tiếp theo của mình. Trong video ngày hôm nay, mình muốn cập nhật một số các cái thông tin dành cho quý vị, anh chị và các bạn, cũng như chia sẻ những cái thông tin mà quý cô bác anh chị trong thời gian vừa qua thì có hỏi trên kênh YouTube của mình nha quý vị. Thì trong thời gian vừa qua đã có một cái sự việc mà được rất nhiều quý cô bác anh chị quan tâm. Đó là việc là một Việt Kiều Mỹ đã bị lừa 3 tỷ đồng tiền Việt nha quý vị. Ngày 25 tháng 8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua trang mạng kết nối hẹn hò. Theo đơn tố cáo của ông D, 54 tuổi, Việt Kiều Mỹ, từ năm 2019, thông qua một trang mạng chuyên kết nối hẹn hò, ông D đã làm quen với Trương Thị Cẩm Nhung, sinh năm 1987, ngụ tại quận 8. Sau một thời gian nói chuyện, thấy cô gái trẻ đẹp, nói chuyện dễ thương, khiến ông D say đắm. Ông D ngỏ lời yêu và được Nhung chấp nhận. Ông D và Nhung thường xuyên kết nối, nói chuyện với nhau qua điện thoại. Sau thời gian tìm hiểu, đầu năm 2022, ông D vui mừng khi Nhung cho biết sắp tới sẽ đi du lịch Mỹ để cả hai có cơ hội gặp nhau trực tiếp. Đến đầu tháng 3 năm 2022, Nhung thông báo cho ông D đã có lịch phỏng vấn vào đầu tháng 4 năm 2022. Để xin được visa đi Mỹ, Nhung nói với ông D cần 39.000 đô trong tài khoản để chứng minh tài chính. Nóng lòng để sớm gặp được người tình, ông D đã chuyển cho Nhung số tiền 39.000 đô. Cuối tháng 3 năm 2022, người phụ nữ này tiếp tục đề nghị ông D chuyển thêm 50.000 đô làm tài sản đảm bảo mới được đi qua Mỹ và hứa sẽ trả lại khi cả hai gặp nhau tại Mỹ. Ông D ngay lập tức chuyển thêm cho Nhung 50.000 đô la. Vài ngày sau, Nhung nói với ông D rằng nhập sai thông tin nên tiền chưa vào tài khoản và cần chuyển gấp thêm 50.000 đô để kịp phỏng vấn. Tin tưởng người tình, ông D chuyển tiếp 50.000 đô vào tài khoản của Nhung. Tuy nhiên, sau khi chuyển tổng cộng 139.000 đô la tương đương với khoảng 3 tỷ đồng, người tình trên mạng của ông D bất ngờ khóa máy khiến ông rất lo lắng. Nhiều ngày không liên lạc được, ông D đã tìm hiểu và tá hỏa khi biết trong danh sách những người được gọi phỏng vấn để cung cấp visa nhập cảnh vào Mỹ thời gian này không có tên là Nhung. Nghi bản thân đã bị lừa, ông D làm đơn tố cáo lên công an. Khi công an vào cuộc điều tra, phát hiện Nhung đã đi khỏi nơi cư trú không rõ làm gì ở đâu. Cơ quan điều tra công an đề nghị Trương Thị Cẩm Nhung hiện đang ở đâu nhanh chóng đến đội 8 phường cảnh sát hình sự công an thành phố để phục vụ công tác điều tra, hoặc ai biết thông tin về Nhung xin khai báo về phòng hình sự theo địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị vừa nghe xong được cái nội dung của cái vấn đề đó là Việt Kiều đã bị lừa 139.000 đô la tương đương với cả
là 3 tỷ đồng tiền Việt Nam đồng nha quý vị. Và sau khi cái thông tin này được đưa ra, rất là nhiều các cái ý kiến bình luận đã được đưa ra, thì mình cũng trích một vài các cái ý kiến để cho quý cô bác anh chị có thể biết nha quý vị. Đó là bác thang nên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không? Lại còn quen qua mạng nữa thì chịu thôi, khó. Đây là cái nhận xét đầu tiên. Rồi cái thứ hai thì cũng có người thì tại sao ông lại dại đến như vậy? Tại sao không về gặp để đỡ tốn chi phí so với việc là phải chờ cô này qua Mỹ? Thì cũng có rất nhiều câu trả lời. Đó là tiền chứng minh trong tài khoản để qua Mỹ thôi. Ông ta còn có công việc nên không tiện về Việt Nam. Giờ về thì rất mất thời gian và rất nhiều các cái thủ tục. Rồi cũng có những người thì chia sẻ như thế này. Làm việc ở bên Mỹ thì mỗi lần về Việt Nam thì cũng rắc rối. Ví dụ như là nghỉ phép một tuần thì cũng mất 3 ngày đi lại rồi. Về một tuần thì chỉ chơi được có 4 ngày nên mỗi lần về thì phải đi tối thiểu là 2 tuần. Còn nếu như làm công mà xin nghỉ 2 tuần thì khi mà về nhìn chủ thì sẽ bị nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Còn nếu như mà làm ông chủ thì ông chủ thường thì là doanh nghiệp nhỏ và ông chủ thì còn phải dính vô vào tiệm như hình với bóng. Nên nghĩ rằng cô kia thuyết phục là để cô ấy sang chơi để hai người có thời gian bên nhau. Nói chung là đúng là không có cái dạy nào bằng cái dạy nào cả. Hoặc là có những người thì chia sẻ rằng tại sao lớn tuổi như vậy mà còn quá dại. Ai lại đi tin một người tình qua mạng để rồi chuyển số tiền lớn như vậy. Rồi nói chung là vân vân và vân vân. Thì không biết là quý cô bác anh chị sau khi nghe được cái câu chuyện này thì cảm thấy nó như thế nào, ra làm sao. Thực sự là có rất là nhiều các cái hình thức lừa đảo như quý vị. Ví dụ trong trường hợp này là cô này lừa đảo vị Việt Kiều để lấy tiền. Còn đối với những trường hợp khác, ví dụ như là những Việt Kiều lừa đảo những cô gái Việt Nam sang bên đó, rồi gọi là kết hôn giả, sau đó là lấy quốc tịch, hoặc là rất nhiều các cái trường hợp khác. Nhưng nói chung là cái vấn đề này thì quý cô bác anh chị theo dõi nhiều cũng biết. Mình chỉ chia sẻ một vài các cái thông tin để cái kênh của mình nó có đa dạng phong phú hơn. Tránh những cái trường hợp mà những cái thông tin của mình chia sẻ đi chia sẻ lại nó cũng lặp đi lặp lại thì nó cũng không hay cho lắm nha quý vị. Thì không biết là khi mà đọc được cái thông tin này, quý cô bác anh chị đã gặp phải những cái trường hợp này hay chưa? Quý vị có thể chia sẻ với mình để mình được biết, để nhiều quý cô bác anh chị được biết hơn. Chứ thực sự cái thời đại này bây giờ anh em trong nhà nhiều khi cũng còn khó tin nhau, nói gì đến người ngoài, đúng không ạ? Mà liên quan đến cái vấn đề tiền bạc nữa thì mình càng cần phải kỹ lưỡng hơn, cần phải thận trọng hơn. Chứ tránh những cái trường hợp mà bây giờ một người dưng nước lã, chẳng quen biết gì, tự nhiên mà lại chuyển cái số tiền lớn như vậy. Nhiều khi người trong nhà gọi là cho vay, cho mượn nhau thì mình cũng gọi là có những cái giấy tờ ràng buộc với nhau. Nhưng đây chỉ có qua một vài các cái lời nói gọi là dễ nghe một chút mà tự nhiên lại siêu lòng rồi chuyển một cái số tiền lớn như vậy thì thực sự là nói chung là cũng là đáng trách đối với cái vị Kiều Mỹ, Việt Kiều Mỹ này. Và cái cô gái này thì chắc chắn là người ta cũng sẽ tìm ra thôi, và cô này thì chắc chắn là cũng sẽ đưa vào cái tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản như quý vị. Nói chung là cũng không thoát được đâu, chứ còn sớm hay muộn thôi. Thì cái vấn đề này quý cô bác anh chị chắc hẳn cũng đã gặp rất nhiều. Thì hôm nay đây là cái thông tin mới nhất mình mới cập nhật được để chia sẻ cho quý cô bác anh chị, cũng như là những quý vị anh chị và các bạn là Việt Kiều. Thì nói chung là nên hạn chế quen những cái tình trạng qua mạng như thế này. Cứ người thật việc thật, biết rõ đối tượng ở đâu, như thế nào, ra làm sao thì lúc đó thì tính tiếp. Chứ còn bây giờ người không biết ở đâu, rồi chẳng biết như thế nào, chỉ gọi là nói chuyện rồi nghe qua loa vớ vẩn một tí mà mất tiền như thế này thì thực sự là cũng rất là buồn nha quý vị.